ta 400 viên nào cho bạn. Ơ cũng được nhỉ. Đây kia này là 6 nòng VIP Momo. Đạn con này nó không hút cho con Galigan Infernal Dragon. Ô thế á? Đâu ăn? Thế như ta nói con 6 nòng Noble Gold đúng không? Một thằng bay. Ui, xong rồi. Một bộ này. Khổ. Các bạn ơi, thế này. Hai thằng đi luôn. 3v5. Nó thấy này định thẩm Zutika. Để xử lý. Để rồi, để rồi. Ôi ôi. Hay lắm các quý ông. Lần này đúng nghĩa là 3 hàng cân tim. 10 9 8 7 6 1. Thế thì lên được à? 4 3 2. Ờ thì mà nãy mình đang cầm cái gì nhỉ? Ôi. Thôi. Đi cho xem sắc mặt tốt. Nhưng mà trường hợp này thì không sợ lắm bởi vì làng khói này. Đèo đi tục băng với wild shot cảm giác hẳn vậy à? Hay đấy. Immediately. Thay nhiên cầm phô sơn đi thủ cũng không phải là một lựa chọn quá tồi. Tôi rất lạ với cái định kiến là cứ cầm FMG là phải săn. Tôi không biết tại sao. Còn cầm FMG thủ auto vô nắp. Không hiểu lắm. Là bu. Trận này có mùi nào đây mà trông có vẻ bế tắc quá. Từ thứ 6, cái chuyện phụ nó, mình đâu quan tâm. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Điên đuổi của à hiểu. Ô hết trận. Ui đánh điên top trước khi hết trận cũng ăn được thêm một quả dao. Chuẩn bị lên ấy này. Nhiều cái PF phết. Cầu FMG đi xong mất giáp, không có giáp thì về thủ cũng được, hợp lý. Ai, mà trận xong thế là đủ. Đấy. Cái bom người chơi này là nó phải, nó chỉ tính đấu đội với cả đá bom. Cày hê vậy. Ai, xem nào. Long An à. Có một cách nhá. Trong tầm này ấy, một là các thanh niên, các dân chơi nhá, có các bây giờ ấy
khi MP chỉ vô dụng khi mà các sân chơi đã cơ bản dân chơi Long An này đã quẩy cái ấy nhỉ, quẩy hết cơ. Thank you.